Đó đó, để trong cái được. Rồi, chào anh em nhá. Hôm nay tôi cũng ca cuối dùng thì hôm nay hỗ trợ một anh em đã sửa một chiếc dòng xe Blade. Chiếc Future 125. Thì xe đã được làm hơi và làm zen, nhưng mà hiện nay thì xe thì anh em đã không biết làm những cái gì tôi cũng chưa biết, nhưng mà hiện nay tôi mới hỗ trợ thì đầu tiên thì chúng tôi cũng chưa biết làm sao. Là lên ga nha anh em, lưu ý là xe mà buông tay ga ra là chết máy đột ngột luôn. Thì em đã kêu là chỉnh sửa hết rồi, reset xóa lỗi bằng tay luôn rồi. Đây, vì trước khi á là xe khách mang đến để làm hơi đấy thì xe vẫn có găng ti bình thường. Đặc biệt là một điều như vậy, sau khi làm xong thì anh em nói là tự dưng bây giờ là không có găng ti. Và bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra những gì thì tôi đã chỉnh cái con ốc ở bên trên á. Buổi tối rồi mới làm được nha anh em, lưu ý. Thì để mình sẽ chỉnh con ốc. Cũng hiện nay cũng khá nhiều anh em cũng mở vòng tua tùm lum, mình cũng thấy rất là nhiều anh em đang dùng những cái thiết bị mở vòng tua rồi nâng cao hết mức có thể về những dòng xe Future. Thì đầu tiên thì tôi cũng phải dùng đến cái thiết bị Motorken để tôi kết nối xem xe nó như thế nào, nhưng hiện nay thì xe không nổ máy. Thì đầu tiên tôi cũng phải cùng giống như các anh em nhá, chúng ta cần phải xóa lỗi ra trước. Thử xóa lỗi trước đây. Thì thử đọc xem anh em có lẽ là có rút những cái linh kiện cảm biến gì không. Xe thì không có lỗi này. Thì anh em đã nói kìa là đã xóa lỗi. Tôi reset xóa lỗi luôn. Rồi xin cảm ơn anh em đừng là hỗ trợ cho một em xe đã mới làm hôm nay. Thì tối rồi tôi cũng chưa có làm được. Thì tiện tối thì cùng chia sẻ với anh em để cùng các anh em hỗ trợ cho tôi giúp cái ca này nhé. Và tôi thử reset thì giống như các anh em phải xóa lỗi thủ công hoặc lấy ga lại phải giữ ga như này thì mới có găng ti được. Phải giữ ga mới có găng ti được. Đến chạy ga cuối thì vẫn ok. Nhưng mà khi chúng ta buông ga ra là chết máy. Thì chắc điều này tôi phải kiểm tra bu đi trước. Bây giờ trên thông số thì chúng tôi em cho mượn một cái bu đi. Bu đi chân dài ạ. Thì mình cũng làm theo tương tự thôi. Thì đầu tiên là nhé, chúng ta cần phải thử áp suất. Nhưng mà bây giờ áp suất bơm nhiên liệu. Tại vì mới đẩy tới thôi, mình cũng chưa có thời gian. Đúng
À, chắc xe không có. Đây, xe thì cái trên body. Đây thì anh em nhìn thấy rõ này. Body thì rất là, anh em đã phải đập cả cái chân body vào, không biết là anh em đã thay đổi được cái góc mở của TB hay chưa nữa, vì xe không có gan ti nhưng mà nó lại hụt máy rất là lớn. Tôi bây giờ tôi cần phải thay một cái body tiếp theo. Thì nhiều khi những cái việc đơn giản như là anh em không chịu thay body cũng dẫn tới nhiều khi không có gan ti ở gì trên chính cái body này cũng vậy thôi, lâu ngày cũ rồi nên chúng ta cần phải thay mới luôn. À, bây giờ để được gang ti đấy nhanh nha. À, không biết là gang ti này thì mình thử chỉnh cái con ốc, đó là cái con ốc chỉnh lưu lượng gió ra xem là nó có ok hay không. À, bình quá yếu rồi. Thôi tôi phải lấy thêm một cái bình. Theo anh em thì chúng ta sẽ bắt nguồn từ đâu để chúng ta kiểm tra ra. À, cái ban này cũng hơi xương đấy anh em ạ. Bình kém quá. Chất giò đề nhiều. À, và bây giờ chúng ta đã được lổ máy. Rồi, chính xác, đúng rồi. Thì bây giờ cần phải có gan ti thì chúng ta mới kiểm tra được cái thông số hiện hành. Chứ chưa có gan ti thì làm sao chúng ta giữ. Nếu chúng ta giữ thì nó sẽ thay đổi gì? Sẽ thay đổi cái góc mở bấm ga, chúng ta cũng không thể nào kiểm tra kỹ càng được. Tiếng máy thì rất là ok nha, xe thì mới làm hơi, anh em lưu ý, và cả làm biên luôn. À, giống như miền Bắc thì chúng ta gọi là biên, Sài Gòn thì người ta gọi là mới làm rên, ép rên lại. Thì xe rất là hụt ga nhé, anh em lưu ý. Và tôi cần phải cố gắng để chỉnh cái chế độ gan ti đôi chút, có nghĩa là tôi phải chỉnh đi lưu lượng gió. Bây giờ này tất cả các anh em thợ đã về rồi, tôi cũng đánh bó tay. Và anh em nào hãy chia sẻ hội nhóm nha, để mình cùng, đấy, lại chết máy nữa. Rồi anh em hãy nhìn giúp cho mình để cùng phân tích dữ liệu bên trên thiết bị. À, đây là đặc biệt là Motoken. Và Motoken 7 thì qua tuần sau sẽ được cập nhật miễn phí hoàn toàn, có những chức năng đặc biệt. Giống như chúng ta có thể đổ những dữ liệu đường lỗi để cho một cái dữ liệu hoàn thiện từ Motobook nhé. Mở tua hả? Ôi, tại vì cái xe lại đường hụt ga thì mình sao mà mở. Đây, filter. Thì hiện nay thì mình cũng thấy khá nhiều các anh em đương mở tua rồi mở maximum. Mình chả hiểu cái xe đấy có nghĩa gì tệ hơn chứ. Vì sao? Vì chúng ta cần phải hiểu được nguyên lý hoạt động của nó đã. Nó đủ điều kiện hay chưa? À, thay buji rồi nhé em. À, anh đã thay buji rồi em. À, và bây giờ nhiệt độ đây. Bây giờ tự dưng có gan ti rồi. Rồi, ok. Vì chúng ta cũng như anh em cũng đâu có ai mà nhìn nhận được những thông số được, bắt buộc phải có những thiết bị chúng ta mới kiểm tra một cách chính xác. Đây, tốc độ máy thì bây giờ chúng ta cần phải gì thay đổi được cái tốc độ máy, gọi là vòng tua cốt máy nó phải đạt được hiệu quả thì mới ok được. Rồi, xin cảm ơn anh em. Rồi, chuẩn bị làm nốt cái xe này để ngày mai có thể kịp
cho anh em đó giao cho khách hàng, chứ họ cũng không phải là đơn giản mà họ có thể đẩy qua mình để hỗ trợ đâu. Và các anh em hãy nhìn lưu ý và cho mình được cái cần thiết nhất bây giờ thì chúng ta kiểm tra và thay thế những gì. Mở cảm biến TV. Em ơi, từ từ, tất cả mọi cái chúng ta cần phải chữa bệnh đã. Nếu chúng ta không chữa bệnh thì làm sao mà chúng ta đã can thiệp bằng những cái tín hiệu đấy được. Nên anh em hãy phải cẩn trọng là tất cả mọi cái chúng ta cần phải gì? Cần phải kiểm tra từ đầu, từng tất cả những tín hiệu đầu vào, rồi cơ khí, cơ cấu chấp hành và trung tâm điều khiển thì chúng ta mới đi đến xử lý, sửa chữa. Rồi nha anh em, lưu ý này từ đầu nha, tôi sẽ mở là từ đầu cho anh em nào. Bây giờ nhiệt độ đã 77 độ C. Khí nạp 33 độ, coi như là tín hiệu đầu vào, gọi là những linh kiện cảm biến như vậy là đã ok rồi. Thì nghe cái tiếng xe này thì cũng không đỡ mà ghi số bắp, tại vì xe vẫn có hơi gõ gõ đôi chút về cái số bắp, thì cái dòng xe số cũng không đến nỗi đâu, trừ những dòng xe ga nha anh em lưu ý. Phun xăng điện tử mà cái dòng xe ga thì mới nguy hiểm thôi. Và tôi sẽ thử TB nhé. Anh em lưu ý là xoay, kéo tay ga để chúng ta thay đổi giá trị điện áp thì ở đây thì vẫn ok, 448 mV. Cũng là ok đây. Oxy cao là sao em nhỉ? Rồi, xin chào sửa xe Bảo Huân nhá. Em có thể cho anh biết là oxy đương bị gì à? Cao là sao anh cũng chưa hiểu mấy. Và anh em hãy coi kỹ nhá, thông số và tất cả những thông số thì được chúng ta nhìn nhận trên thiết bị Motoken 7. Thì các bạn hãy cho tôi biết là kết quả bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra những gì và thay thế những gì. Thì đây là những cái tình trạng mà mình cũng nói rõ là những anh em sẽ mở tua lính đấy, từ mấy anh em mà mở tua hết mức thì sẽ xảy ra tình trạng. Cũng có thể là những anh em cần phải là thay thế nhiều thứ thì mới ok được. Rồi, áp bơm thì chút nữa mình mới kiểm tra, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra cái đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta là phải biết được cái bệnh của xe đầu tiên của khách hàng mà đến. Đó là đã được thông qua một em trai sửa chữa, đã bảo kêu xe thì chạy rất là ngọt, nhưng có điều rất là ngon, mạnh. Nhưng có điều là xe bị tụt hơi, có nghĩa là nó ra khói. Thì khách hàng đã, thì em trai đó đã làm cho khách hàng. Thì khi làm hơi xong, tự nhiên thì cái xe không có thay thế gì nhiều. Tầm lổ máy thì anh em nghe này. Bây giờ tôi sẽ vào vòng tua nhá. Thì khi vòng tua máy mà chúng ta lên gen hết ga mà nằm ở dãy gì 9.000 vòng, thì có nghĩa là áp bơm như vậy, có lẽ tôi mình cũng không cần kiểm tra, có nghĩa là mình sẽ kiểm tra thôi. Nhưng mà chắc chắn để mình phải kiểm tra từng đâu, từ diễn dắt từ đâu đến cả đó nên mới gọi là cái khó nhất. Cài đặt độ cao à? Chưa, anh chưa cài đặt độ cao. Rồi, theo các anh em bắt đầu chúng ta cài đặt độ cao. Thì hiện nay thì tất cả các anh em thợ đã về thì tôi chỉ cần chắc tôi phải làm thủ công giống như tất cả anh em nha. Và chúng ta thử xem cài đặt độ cao nó sẽ ra sao. Thì khi chúng ta muốn thao tác để cài đặt độ cao thì các bạn hãy rút rác của thiết bị chuẩn đoán Motoken ra. Trên đây là một cái rác, chúng ta rìm mát bằng trên cái đọc dữ liệu, đọc gọi là đọc lỗi thủ công. Rồi chúng ta sẽ thao tác tắt khóa.
vì có mỗi một mình tất cả anh em mang đồ về hết trơn rồi, à, cất đồ hết rồi, nên tôi không có cái đồ gì để là làm được cả, nên là tôi cũng làm bằng thủ công giống như cùng với các anh em thôi. Các bạn lưu ý khi chúng ta tắt khóa và chúng ta sẽ dìm mát vào dây lỗi đọc thủ công. Bước tiếp theo các bạn hãy từ từ đợi tôi sẽ phải làm cho nó trình tự hơn để các anh em dễ nhìn đấy. Rồi ok, thì mình cần phải để kiểm tra lại vì xe zin của khách hàng thì không thể nào mà mình có thể thay thế được thì nhiều. Thì đầu tiên thì các bạn hãy lưu ý nhá, và chúng ta sẽ kéo, đầu tiên thì các bạn phải bật khóa lên, on khóa lên để chúng ta kiểm tra xe có lỗi hay không. Thì vừa nãy tôi đã xóa lỗi rồi, chắc là không thể có lỗi được. Thì đèn xuất lỗi đã sáng đi luôn, có nghĩa là chúng ta đã không còn lỗi quá khứ bên trong. Rồi, xin chào em Trọng Nhất nhá, xin chào toàn thể anh em thợ. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt độ cao. Thì ở đây chúng ta đương làm thấp nhất ở mực nước biển rồi mà chúng ta cài đặt thử, mình thử làm một cài đặt chế độ 2 nhé anh em lưu ý. Chúng ta tắt khóa, vận hết hành trình tay ga, gọi là chúng ta thay đổi điện áp gửi về ECM đó là mức cao nhất có thể, và chúng ta sẽ bật khóa on. Thì trên đồng hồ sẽ xuất hiện ở trên lỗi chớp bên trên đèn xuất lỗi, thì chúng ta sẽ nhả một lần, hai lần, ba lần. Ví dụ trên đây khi chúng ta thao tác để chúng ta cài đặt độ cao, chúng ta để nghiêng một chút xíu xem là mấy lần. Rồi nếu ba lần như vậy là quá nha anh em lưu ý. Nếu tôi làm như vậy quá thì xe sẽ không nổ được. Và tôi thử lại nhé để cho anh em nhìn thấy rõ hơn. Có nghĩa tôi rút rắc xuất lỗi ra. Hiện tượng là xe cần không nổ được luôn này anh em. Và tôi lại hướng dẫn với anh em và cùng anh em đây. Đây là tôi đương cài đặt ở mức độ chế độ 3 rồi. Và tôi sẽ cài đặt lại chế độ 2 thử từng giai đoạn một. Lại phải ghim lại từ đầu. Vì không có dụng cụ thì anh em cất hết dụng cụ rồi, nên tôi cũng chẳng có thể nào mà có cái dụng cụ được. Rồi thì đầu tiên để muốn chúng ta reset về nguyên bản của nhà sản xuất thì anh em cũng phải vậy thôi. Bật lên giữ khóa nha. Kéo hết hành trình tay ga để gọi là thay đổi cái giá trị điện áp cao nhất có thể gửi về ECM, và chúng ta sẽ bật khóa lên. Đợi trên cái đèn xuất lỗi chớp một lần và chúng ta cài đặt mức độ 1. Chớp một lần tôi bỏ ra luôn và chúng ta sẽ đợi. Nếu trên đèn xuất lỗi xuất một lần ngắt thì chứng tỏ là chúng ta đã đường cài đặt chế độ 1. Và bây giờ tôi sẽ làm bước tiếp theo, đó là cài đặt chế độ 2. Để tôi sẽ xử lý cái xe này theo như anh em. Khi chúng ta đường bị hụt ga, mất chế độ gan ti, khi chúng ta chỉ có thay đổi lại vấn đề gì, chỉ có bộ hơi thôi mà đã xảy ra tình trạng vậy. Và tiếp theo tôi sẽ lại on khóa và kéo hết hành trình tay ga. Và tôi sẽ đợi cái đèn xuất lỗi này chớp liên tục một lần, hai lần. Rồi tôi sẽ trả và thao tác hai lần để trả góc mở bướm ga, và hiện nay đã được có chớp lên hai lần, thì coi như chúng ta đã được cài đặt chế độ 2 thành công. Và bây giờ chúng tôi sẽ on khóa, tôi rút rắc lỗi thủ công và chúng ta đề khởi động nổ máy coi sao. Tình trạng vẫn như vậy nha anh em, không khả thi nhé, có lẽ là lặng hơn. Đúng em ơi, cái dòng future, cái này là future 125, không phải future leo em ạ. Future leo là cái đời đầu á, cái đời mà người ta gọi là PGFI đấy, gọi là lập trình full á. Thì cái dòng xe đó sẽ không cài đặt được bộ cao vì dòng xe đó nó đương là sử dụng bộ 3 cảm biến. Những dòng xe nào mà anh em thấy nó sử dụng là TB thì anh em có thể là cài đặt độ cao được. Và bây giờ chúng ta đã cài đặt mức độ 2, xe cũng không thể nào chạy được. Vậy thì chúng ta cần phải cài đặt chế độ 1. Vì xe này là anh em chưa tooling nhá, và anh em chưa mở tua hết nhá. Còn anh em mà mở tua hết thì bắt buộc phải cài đặt nhá. Các anh em có thể làm thủ công, cái đấy là rất là tốn kém, mà hiện nay thì chưa có anh em nào để làm hài lòng khách hàng. Thì cả một giải đó nó sẽ rất là hao nhiên liệu. Và tôi sẽ cài đặt lại
trễ độ 1 về đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Anh em lưu ý thao tác hôm nay tôi cũng cùng chia sẻ với các bạn để thao tác cài đặt chế độ cao, thì cách rất đơn giản là các bạn cần phải kéo hết hành trình tay ga. Có nghĩa là chúng ta đưa một cái giá trị điện áp cao nhất, nó tương đương cỡ tầm độ 4.020 mV, có nghĩa là nó tương đương 4V, thì chúng ta phải kéo hết. Còn cái giá trị của nó là tùy thuộc vào giá trị của điện áp của TB nhé. Và chúng ta sẽ bật khóa lên on, đợi cho đèn trên lỗi chớp thì chúng ta sẽ trả về một lần duy nhất. Chúng ta thả tay ga ra luôn và chúng ta sẽ đợi. Chớp một lần thì có nghĩa là gì? Chúng ta kiểm tra thêm lần nữa. Có một lần duy nhất thôi thì có nghĩa là chúng ta đã đưa về đúng cái giá trị của nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ rút chắc. Thì đến đây và chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái. Tôi sẽ tắt khóa on. Xe hiện tại vẫn vậy, nhưng có điều đặc biệt và chúng tôi sẽ phải kết nối trên thiết bị tiếp theo để cho anh em có thể nhìn vào thông số xe của tôi hương vị, xe của khách hàng như sao. Thì vừa nãy mình đã nói câu chuyện là do anh em trai đó làm hơi, thay bộ hơi mới luôn. Tôi thấy là một bộ hơi mới này, rên có ép luôn này, gọi là cái biên. Miền Bắc thì anh em gọi là biên, Sài Gòn thì gọi là cái rên. Họ kêu theo tất cả mọi cái tiếng gọi của bản địa, nó không quan trọng. Nhưng quan trọng là chúng ta cần phải giải quyết vấn đề xe này cho khách đã. Nhiệt độ động cơ đây là tín hiệu đầu vào đấy, như anh em đã thấy này. Nhiệt độ động cơ, nhiệt độ tăng thì điện áp đã giảm theo đúng cái chu kỳ, đúng không? Rồi IAT ok rồi, xin chào tất cả anh em. Và anh em nào đương sở hữu Motoken này, sắp tới thì qua tuần sau sẽ cập nhật những hoàn toàn miễn phí tại cơ sở của các bạn, và sẽ có những cái công nghệ đặc biệt, có thể chúng ta đổ những cái dữ liệu hoàn chỉnh, hoàn thiện để chống hụt những cái ga đầu của những dòng xe, các dòng xe Honda đương bị tình trạng trên rất là nhiều. Anh em nào hỗ trợ mình bây giờ, ban này bây giờ chúng ta phần cần phải kiểm tra từ đâu ấy? Anh em nào chia sẻ đến hội nhóm để có những cái anh em khác tương tác và hỗ trợ cho mình cái ban này hôm nay nó cần phải kiểm tra từ đâu. Thì hiện nay thì cũng khá nhiều các anh em đường sử dụng những cái thiết bị cũng rất là chuyên nghiệp. Rồi bạn nào đã chia sẻ rồi, xin chào Nguyễn Tuấn nhá. Anh em nào chia sẻ hội nhóm bấm ok giúp mình một like nhá. Xin cảm ơn anh em nhiều. Để mình phóng lớn hơn đôi chút cho anh em nhìn dễ hơn. Thay thử cảm biến oxy, ok. Rồi, ok. Oxy chết ngỏm rồi. Bây giờ hôm nay này làm hài lòng tất cả các anh em, mình cũng thay thử giống như các bạn một cảm biến oxy. Vì hiện nay thì mình lại có thể là đủ cái yếu tố, đủ những cái phụ tùng để mình có thể đáp ứng cái nhu cầu để chúng ta thay thế loại trừ. Ok, làm theo các anh em. Và tôi sẽ dùng đến một thiết bị là tôi sẽ tiện thêm rắc này, nó sẽ trùng rắc một cảm biến oxy. Tiếp theo tôi sẽ kiếm cái rắc cho anh em lưu ý đó rồi.
nãy đợi mình một chút, mình lấy cái cảm biến oxy. À coi tầm nổ à, thôi cái tầm nổ ngọt ngào lắm, lên đến 10.000 vòng, 10.000 vòng trên phút rồi, không cần coi vòng tua máy nữa, không cần phải tầm nữa. Và theo như các anh em thì mình hôm nay là mình làm tọa nguyện tất cả anh em để gì, để chúng ta thay một cảm biến oxy. À đây là một cái bản kia cảm biến cũ nha anh em, lưu ý ở trên xe thì em trai này cũng chẳng gỡ cái gì ra đâu, chết không gỡ một cái gì cả, y chang. Rồi bây giờ tôi sẽ làm theo như các anh em đúng không? Tôi sẽ gỡ khóa 10 T10, gỡ cảm biến oxy. À, tôi sẽ gỡ cảm biến oxy ra trước. Chạy vào đi ạ. Đẹp rồi, cảm biến oxy này mới chết. Cái đầu tiếp làm sao mà. Đấy. Cái đầu tiếp nó không đủ rồi, bây giờ tôi cũng bó tay với cái cảm biến oxy này đây. Đồ anh em đã rất sạch sẽ rồi. Cô gửi xuống nước mực đi, cô gửi ra. Xuống nước mực đi. Đấy, thế mới khổ. Bây giờ chết đây. Vậy anh em nhá, bây giờ ví dụ đi. Rồi. Thử mô bên sườn nè. Rồi bây giờ là thực chất là mình lại bây giờ không có cái đầu tiếp 17 để mình có thể mở được cái cảm biến oxy này. Mình không có. Coi như bây giờ giáo dụ mình nói là bây giờ mình đã thay rồi nhá. Giống như các anh em thì tôi sẽ tiếp tục bây giờ tôi gắn lại tại vì nó khó quá. Bây giờ cái đầu tiếp không có mà cái dây này thì cắt của khách hàng thì chưa chắc. Chúng ta đã thay để tôi thử kiếm một cái cảm biến oxy. Rồi. Ôi trời ơi, mình lại không nhà, không còn cái giác cảm biến cùng với một bên chứ. Rồi thôi bó tay anh em ơi. À bây giờ cảm biến oxy này nhưng mà nó lại khác rắc nên là tôi cũng không có thể thay được. Nên thôi bây giờ giống như chúng ta loại trừ cái khả năng cảm biến oxy. Vì bây giờ tôi lại sẽ cùng chia sẻ với các bạn tại sao gọi là loại trừ, bỏ nó đi. Có nghĩa là nó đương làm việc thì chúng ta cũng không cần phải thay thế. Mình tôi lại gắn nó trở lại nha. Để cho anh em thấy nó rõ hơn. Ui nó mệt quá. Bây giờ tự dưng kiếm công ra. Đây cảm biến có nhưng mà lại khác cái rắc. Vì xe của em đó thì mình cũng chưa có
thể nào mà khẳng định đến 100% mình để mình thay thế. Nên là anh em hãy lưu ý. Thứ nhất là để mình chia sẻ để anh em có thể không cần phải thay thế lại trừ này. Và đầu tiên thì mình rồi, xin chào toàn thể anh em. Đầu tiên nhiệt độ động cơ thì giờ ECT thì bây giờ đã đương được dao động gì từ nguội, và bây giờ nó đã đương là nóng máy rất là cao rồi thì phải 87 độ C, đó là chính xác đúng không? IET thì các bạn đã thấy, anh em đã thấy do đây rồi, 34 độ, vậy là ok rồi, không cần phải đáng chú ý nữa tín hiệu đầu vào. Tiếp theo điện áp của cảm biến TB gửi về đây, đương là trung bình của nó là cần 448 mV, và chúng ta sẽ kéo hết ra thì nó sẽ nằm ở mức độ cao. Rồi tiếp đó là đầy đủ về cái tín hiệu đầu vào là đã tốt. Vòng tua máy, thời gian phun thì góc đánh lửa thì tùy thuộc vào theo gì, vòng tua cốt máy nha anh em, lưu ý. Và tôi tiếp tục theo để cùng anh em thì không cần phải thử gì, không cần phải thử về sai tầm hay không nữa. Có nghĩa rồi, vậy hả? Bây giờ thì một mình thì không thể nào mà thay căn cò bây giờ được, tại vì cái này cũng rất là phức tạp, người gỡ ra mệt lắm. Nhưng để mình sẽ chứng minh cho anh em thấy rõ ràng là vòng tua cốt máy có nghĩa đặt tầm ga đúng. Thì ở đây có nghĩa không còn sai gọi là đặt tầm nữa đúng không? Anh em lưu ý là đã có được đặt vòng tua là 9.000 gần 10.000 vòng trên 1 phút rồi, thì có nghĩa là xe các anh em đã đặt đúng tầm, không thể nào mà đặt sai tầm nổ được. Đó là một cái đầu tiên để chúng tôi thử, có nghĩa là xe lên ngọt. Dòng lạp yếu, chính xác, ở trên này thì dòng lạp hơi yếu. Rồi ok, chính xác. Có nghĩa là chẳng phải dòng lạp hơi yếu nha anh em lưu ý. Khi mà vừa lấy cái bình đương bị tuột hết tất cả điện áp, có nghĩa là nó không đủ cái hạt điện bên trong. Thì đây là nó đương chảy, nó đương chạy, nó đương là hạt mang điện đương lạp trong bình ắc quy. Rồi tiếp theo cảm biến oxy, để mình cũng chia sẻ rõ với các bạn một điều anh em. Rồi cái dòng hạt mang điện lạp. Rồi chút xíu nữa tôi sẽ lấy một cái kìm âm ba kẹp để cho anh em nhìn thấy rõ hơn. Có nghĩa là tuy rằng bây giờ các bạn nhìn ở trên cái gì, giá trị điện áp của hai cọc bình âm và dương ở trên thiết bị nó chỉ là giá trị 12V điện áp thôi. 12V có nghĩa là chúng ta đặt hai que cộng và trừ, thì thay vào đó thì Motoken đã cho các bạn nhìn thấy được cái giá trị của nó bên trên, thì đó là 12V điện áp. Còn chúng ta nếu để muốn biết chính xác nó có lạp hay không á, là các bạn cần phải gì, phải có những cái dụng cụ, đó là những cái đồng hồ âm ba kẹp để nó đo, giống như là ở tất cả chỗ anh em thì gần có là gì, chúng ta đó gắn cái đường dẫn nước của như là cái nước thủy cục á, là họ khi gắn vào rồi thì họ phải có cái đồng hồ đúng không, các bạn dùng bao nhiêu thì nó chạy qua thì có cái đồng hồ cân đo đong đếm là biết cái hạt điện đấy có di chuyển ở trong ống dẫn hay không, thì giống như hạt nước. Rồi tiếp theo thời gian phun 2.8 2.9. Rồi ok. Rồi chính xác, cái đấy mình cũng đã vừa đấy đã thay buji và thử cho anh em. Rồi tiếp theo, vậy là ở đây cũng khá nhiều anh em cũng nói hơi chuẩn rồi đấy. Và xin thưa tất cả anh em, thì cái chỗ anh em được nói này, bây giờ nha, tôi sẽ dùng đến một cái gì để tôi rút cái kim phun ra nha, để cho tắt máy cho anh em nhìn thấy nha, hiện tượng gì xảy ra. Rút rắc kim phun cho tắt máy thì chúng ta sẽ đợi chờ xem một chút xíu nữa cái cảm biến coi xem sao. Chúng ta sẽ thử về vấn đề gì, để góc mở bướm ga kéo lên để chúng ta kiểm tra giá trị điện áp. Đây là tương xứng với 4V2 4V3 của cái cảm biến TB trả về
À, thì bắt đầu các bạn sẽ nhìn, nếu oxy mà nó chạy về, nó chạy khi chúng ta không nổ máy đúng không, thì nó lại sẽ nằm ở tầm 4V, 3V8, 4V. Và bây giờ tôi sẽ nổ máy nha anh em, lưu ý này. Thì còn như bây giờ là theo như các anh em, bây giờ là cảm biến oxy có sự thay đổi, thì tôi chẳng cần phải thay thế cái cảm biến oxy. Nhưng vẫn theo các anh em thì tôi vẫn phải thay, nhưng mà nó xui quá là tôi không mở ra được. Mấy hai nữa là nó chẳng đúng cái rắc này, chẳng đúng cái rắc này cả. Xe bây giờ tôi cũng chả khẳng định được là cái con cò. Bây giờ thì thực chất thì cũng theo anh em thì tôi cũng có thể là căn cò được. Nhưng mà có mỗi một mình, ngán lắm. Căn cò bây giờ mà chui xuống kia để căn cùng các anh em thì lâu lắm, mất thời gian rất là lâu. Và bây giờ tôi sẽ dùng đến có hai cái để tôi sẽ nhận biết được. Và các bạn hãy nhìn đây. Đây là các bạn đang sử dụng những cái thiết bị khác, các bạn không thể nhìn nhận thấy được. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn tiếp theo. Khi chúng ta đã nhiệt độ đủ rồi đúng không? Và tiếp theo làm hài lòng các anh em đường hỗ trợ mình, và tiếp tục tôi lại phải chỉnh con ốc gió, gọi là tôi sẽ chỉnh cái lưu lượng gió. Như anh em vừa đây nói là cần 5 giây xong nghỉ vài giây. Rồi bây giờ tôi sẽ siết vào từ từ. Ok nha anh em nhá, lưu ý nha, mình sẽ siết vào từ từ nè, nghỉ vài giây theo như yêu cầu của các anh em để gì. Đúng rồi anh em, đấy đó là chính xác. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta di chuyển ốc lưu lượng gió đó để cho SM như phải nhận biết được thì cũng phải tích tắc trong vòng vài giây. Chính xác, không sai. Có nghĩa là khi các bạn muốn để chỉnh lưu lượng gió để muốn được tăng được vòng tua lên thì chúng ta cần phải làm chậm rãi, theo mức độ từ từ, không quá nhanh cũng không quá chậm. Và bây giờ mình sẽ và xếp vào hết kích cỡ cho các anh em thấy này. Vòng tua máy đã xuống thấp nha. Rồi. Và tôi sẽ cùng lới ra cho các anh em nhìn thấy luôn. Đây, ok. Và tôi sẽ xoáy con ốc để tôi chịu điều chỉnh lưu lượng khí để từ từ cho các anh em thấy nhá. Tôi sẽ vào thông số hiện anh, rồi các bạn hãy giúp tôi để hỗ trợ bàn này khó quá. Và anh em lưu ý, tôi sẽ xoay ốc gió, gọi là chỉnh cái lưu lượng gió để đi vào để hòa chung mới 1g nhiên liệu. Hỏng ga hả em? Và bây giờ tôi sẽ chỉnh nha. Đây là tôi sẽ chỉnh đường chỉnh lưu lượng gió. Không được nha anh em, ca ra nữa là không được. Bó tay rồi. Bây giờ này, tiếp theo, bây giờ tôi đã chỉnh theo đúng như các anh em đường hỗ trợ, đó là chúng ta chỉnh lưu lượng gió rất là từ từ. Và bây giờ tôi chỉnh thì cũng chỉ có 1.100, 1.200 thôi. Và lúc trong cái đấy xe này tôi đã gì? Đã thay buji. Tôi không cần phải kiểm tra áp bơm nữa, có nghĩa là tôi đã đường gì? Xe ga cao ngọt ngây. Thứ hai là gì? Là vòng tua máy đạt được là bao nhiêu? 9.500 vòng. Gần như 10 vòng, 10.000 vòng. Từ từ, tại vì cái này là cùng để cùng anh em, để anh em nhìn nhận trên thiết bị. Và điều đặc biệt để chúng ta bắt đầu, anh em sẽ cùng để biết được điều đó xảy ra và chúng ta sẽ làm tiếp theo. Đó là các bạn hãy vào
trên thiết bị Motoken là đặc biệt một điều nhưng mà ít khi nào anh em dùng tới. Nhưng nó lại làm gì? Nó lại hỗ trợ rất nhiều cho các anh em. Chúng ta vào đó là gì? Vào bên trên kiểm tra tỷ lệ A trên F. Hở lắm ạ. Rồi, ok. Chính xác. Thì xe này cũng rất là nhiều cái khả năng, anh em nghi cũng đúng. Và đầu tiên thì tại vì các anh em đã làm cái xe số rồi thì mình rất là tin tưởng, cũng nghĩa ở đây là gì? Thì bây giờ các anh em thợ đã làm cả bao nhiêu năm rồi, làm sao mà có thể làm được sai được cây lấm, đúng không? Xe ga gần có thể là sẽ xảy ra, có nghĩa là trên dòng xe ga thì có rất là nhiều cây sữa bắp, ngay như những anh thợ tiện hiện nay cũng chưa phân biệt được những cái dòng xe đời mới, đặc biệt là những dòng xe ga thôi, còn những dòng xe có số thì họ phân biệt rất là đơn giản, có nghĩa là họ làm rất là nhiều rồi. Thì trên một cái điều đặc biệt ở trên thiết bị Motoken đã cho các bạn biết một cái giá trị, đó là tỷ lệ hòa khí. Đây là đường giữa gì? Nhiên liệu với cả khí đây. Có nghĩa trên đây thì chúng ta là chưa biết được điều gì xảy ra, nhưng trên đây thì nó đã cho chúng ta kết quả, có nghĩa là nhạt tỷ lệ hòa khí. Rồi, ok, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Reset xóa rồi em ạ, reset ok hết rồi. Rất là ok rồi. Bây giờ tình trạng vẫn cứ như vậy là chúng ta đã biết kết quả đường nhạt tỷ lệ hòa khí. Và bây giờ chúng ta cần phải giải quyết những gì? Và tôi sẽ cùng với các bạn sử dụng. Đây là tôi sẽ có hai cách. Bây giờ quan trọng là bây giờ mọi cái, bây giờ chúng ta cần phải có được vòng tua máy. Vòng tua máy không lên được. Và thứ hai nữa là gì? Tỷ lệ hòa khí thì nhát. Ngược cỏ rồi. Hãy hỗ trợ cho mình nhé. Rồi tôi sẽ vào thông số hiện nay. TI thì mở gì? Mở rất lớn, có nghĩa là TI đường mở rất là cực kỳ lớn ra, cực kỳ. Có nghĩa là bây giờ tôi đường bị gì? Không đủ nhiên liệu. ECM đường gì? Đường phải ra lệnh để mở hết khả năng. Và hôm nay tôi cũng cùng chia sẻ với các bạn, và tôi sẽ làm một cái biện pháp. Đó là trên đây là một thiết bị IFOI. Tôi thử rồi, nhưng tôi đã khẳng định 100% với các bạn một điều. Đó là xe đường gì? Thiếu tỷ lệ hòa khí, có nghĩa là có thể lỗi về kim phun, hoặc do chúng ta thay đổi kết cấu lại động cơ. Hoặc thứ ba có nghĩa là có những anh em có thể di mát mở hết mức độ của cái vòng tua ra. Nó sẽ xảy ra tình trạng y chang là có thể gì? Chúng ta không thể chạy được. Bây giờ tôi sẽ thấy này, trên hôm ga này. Bây giờ nóng được cần đỡ nha. Nhưng cái kết quả chúng ta để phải coi ở đây. Chính xác đấy. Nhưng trong cúa sao điện mạng kém nhỉ? Đây, ok. Rồi, và tôi sẽ tắt máy và tôi sẽ dùng một thiết bị. Đâu rồi, cái kẹp đỏ đâu, kẹp đỏ đâu của cái thiết bị IFO2 này. Và hôm nay tôi sẽ kiểm nghiệm xem là như là bây giờ là một cái công nghệ mới, đó là AFOPA, tối ưu nhiên liệu. Và hôm nay tôi sẽ thử xem là DTOTO đã được quảng bá, và bản thân mình cũng được quảng bá về cái thiết bị này rất là nhiều. Nhưng hôm nay để nhìn nhận bằng trên thông số thực, tôi chả thay cái gì cả, vẫn nổ máy bình thường. Và tôi sẽ làm để xem có sự thay đổi nào không. Xe vẫn nổ nha, có một mình tôi thôi, không có ai. Và trên đây sẽ có thêm một cái kẹp màu đỏ. Để tôi thử xong rồi tôi sẽ làm cho mọi việc trở thành đơn giản hơn đến với tất cả các anh em để giải quyết. Và tôi sẽ đầu tiên, tôi đã chia sẻ với anh em rồi, và bây giờ tôi sẽ làm một việc đầu tiên, đó là tôi có thể gắn AFO2. Tôi nhìn trên thông số đấy rồi tôi đã biết được kết quả. Tôi sẽ làm một cái việc xác đầu tiên, đó là tôi tắt khóa và tôi có thể thay thế một cái kim phun. Rồi, trước đi, rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ trải nghiệm thêm một cái thiết bị, đó là AFO3 hiện nay mới nhất trên thị trường.
và tôi sẽ phải làm kiểm tra đó là TI trước. Vì ngay như bản thân là gì, đường tỷ lệ hòa khí ngạt mà anh em kêu để chỉnh cò thì rất là khó, vì xe cũng đường mất gan ti thiệt, nhưng mà nó đương lại ở trong tình trạng hụt ga. Thì chúng ta cần phải kiểm tra về nhiên liệu, đó là gì, thứ nhất là kim phun. Còn bây giờ chúng ta lên ga cao rồi thì chẳng có gì mà có thể bị được nữa. Đây, kim vẫn là zin của khách hàng cũ. Tôi cũng chưa biết là mã gì, chút xíu nữa chúng tôi sẽ cùng với các bạn. Và tôi thay thế một cái kim phun mà bữa rồi tôi đường test ấy, cùng các bạn trên dòng xe SH đấy. Tôi sẽ thay thế. Các bạn lưu ý nhá, anh em sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn để cho các bạn có gì khuất mắt. Với mức độ khi các bạn đã có được những thiết bị xác định, thì đối với cái việc để chúng ta tìm kiếm bản mệnh và các bạn có được kiến thức, thì chỉ cần trong chốc nhát thì chúng ta đã kiếm được ra nguyên nhân về bản mệnh chúng ta đừng gặp phải. Vì lý do ở đây không phải là vấn đề là anh em có thể đơn giản mà gửi cho mình hoặc là mang cho xe qua cho mình để hỗ trợ đâu. Và các bạn cũng lưu ý, khi gỡ cái kim ca kim của những dòng xe Upgrade, quên, dòng xe Future 125, vì cái ca kim là cái co xăng này nó bằng cái vít rất là giòn, nếu chúng ta không sử dụng một cái tê hoặc một cái chìa khóa để chúng ta công lại đó là sẽ gãy cái ca kim này nhá, anh em lưu ý. Và chúng ta sẽ tiến hành để lổ máy bật khóa đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ có thể làm một việc để cho các anh em nhìn thấy rõ hơn. Tôi không đụng gì đến tất cả một cái thiết bị gì nhá. Và tiếp tục tôi sẽ dùng một cái vít ba ke, gọi là vít bốn cạnh. Anh em ngoài Bắc gọi là bốn cạnh đấy. Sài Gòn thì gọi là cái ba ke. Và tôi chỉ nhìn trên thông số và cùng chia sẻ với các bạn một điều tiếp theo. Và tôi không di chuyển, không đụng cây ca kim đây, thì vẫn là kim của khách hàng, cái màu sơn vàng. Đây cái kim cũ nha, đúng kim zin của nó luôn ạ. Cũ gì à. Và chúng ta sẽ vào đúng đời xe nhá. Và để cho các anh em nhìn thấy rõ hơn. Quên quá lố rồi. Future 125. Nhiệt độ những dòng xe này là sử dụng thì nó nhiệt độ nó rất là tăng nha, anh em lưu ý nha. Là tại vì mình đứng một chỗ, nó không có được cái gió trời để chúng ta chạy tới, thì nhiệt độ của những dòng xe ECT này thì nó sẽ cao hơn do mấy cái dòng xe mà được sử dụng dung dịch làm mát nha, anh em lưu ý. Và bây giờ tôi chưa đụng gì thì cái gì, vòng tua máy đã cao, T thì lại thấp xuống. Và tôi sẽ cùng với các bạn để tôi chỉnh cái lưu lượng khí nhé. Tôi sẽ chỉnh cái con ốc từ từ đi ra này. Bây giờ tôi đã điều chỉnh cái gì, lưu lượng gió. Đặc biệt là gì, khi chúng ta điều chỉnh theo đúng như anh em đã hướng dẫn với tôi ấy, là chỉnh từ từ đúng rồi. Thì hiện nay thì cái vòng tua máy, cột máy đã được tăng lên được 1.400, 1.500 là được rồi. Bước tiếp theo thì các bạn đã nhìn thấy này, TI đường giảm xuống, thu nhỏ lại thời gian phun. Rồi, ok, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp theo, cảm biến oxy. Có nghĩa vừa nãy mình đã nói là mình không cần phải liên quan đến thay thế cảm biến oxy, có nghĩa là cảm biến oxy quá hoạt động thì có nghĩa là cảm biến còn tốt. Nếu cảm biến oxy không hoạt động thì nó nằm ở gì, mức độ điện áp cao.
Và tiếp theo, để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn xe này có hụt ga nữa hay không, và chúng ta sẽ cần kiểm tra một cái giai đoạn cuối cùng, thì vòng tua hơi cao, tôi sẽ chỉnh cho vòng tua cho nhỏ lại một đôi chút với dòng xe đường sử dụng đó là xe số. Vì sao? Vì hiện nay khá nhiều các bạn tooling rồi mọi cái ngày nào cũng đưa lên trên mạng thì rất là ok. Nhưng các bạn anh em không hiểu một điều, cứ tooling lên nhiên liệu không đủ. Đây là cái tình trạng khi chúng ta đó là chỉ làm hơi thôi nhá, mà nó hệ lụy như vậy. Thì không biết là các anh em đường sử dụng những tooling rồi mọi cái nâng cấp rồi mọi cái mà không, do đấy là do các anh em thôi chứ không phải là do những cái thiết bị, mà chính do các bạn cứ múa bên trên. Nhưng mà cái nguy hiểm thì lại đến rồi ý, với khách hàng và lại chính với bản thân người anh em thợ đó. Đây rồi đi. Và tôi tiếp tục cho các bạn nhìn thấy rõ hơn, và anh em sẽ kiểm tra gì, tỷ lệ A trên F của thiết bị đó là Motoken. Thì khi các bạn muốn để kiểm tra tỷ lệ A trên F về thiết bị xác định mã nỗ Motoken 7, các bạn cần phải yếu tố đó là gì quan trọng nhất, đó là nhiệt độ động cơ phải trên 60 độ C. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Có nghĩa là những cái ý kiến của các anh em đó là một cái gì, là một cái điều duy nhất các anh em cùng học hỏi lẫn nhau. Vì sao mà tôi có thể là xử lý nhanh? Nhanh chẳng qua là tôi sẽ làm rất là nhanh hơn nữa, nhưng mà muốn để dẫn dắt đến tất cả các anh em nhìn thấy một cái khía cạnh thiết bị bây giờ nó rất là quan trọng với tất cả các anh em. Và thứ hai, chúng ta có thiết bị nhưng mà chúng ta cần phải có kiến thức. Đó là bản thân tôi cũng phải đi học chứ, đâu phải là tôi là một người có thể suốt ngày để va chạm rồi kinh nghiệm. Nếu hôm nay tôi với các anh em làm theo cách kinh nghiệm, giống như các bạn bảo à, anh phải thay cảm biến oxy này nha, các anh phải cần phải gỡ cam cò ra này, kiểm tra lại này, thì những cái yếu tố đó hoặc là TB chúng ta cũng phải thay nữa, thì không, các anh em không đủ tiền tài chính để làm những việc đấy đâu. Vì chúng ta làm rất là nhiều xe chứ không phải là một xe. À, nên là chúng ta cần phải gì, kiểm tra tín hiệu đầu vào rồi đưa ra trung tâm điều khiển và cơ cấu chấp hành, thì lúc đấy các anh em mới có thể là gì, mua một thiết bị đó chỉ việc thay vào xe đó là xong, chứ chúng ta không có thể nào mà thay thế loại trừ được, vì các bạn không đủ tài chính. À, nếu đủ tài chính thì ai cũng có thể làm được, gọi là người xưa gọi là không có công nghệ thì họ mới gì, đúc kết đó là bỏ ra thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ để chúng ta có được cái giới hạn về cái kinh nghiệm đó để đúc kết cho sau này chúng ta, anh em chúng ta. Nhưng mà đến bây giờ lại có thiết bị thì các bạn không cần. Và tiếp theo bây giờ tôi sẽ gắn trở lại và tôi sẽ sử dụng thêm đó là gì, một thiết bị AFO2. Xin chào Lăng Thế nha. Em nghĩ sao vậy? Rồi, chính xác. Anh học ở DTD ô tô và bản thân anh thì cũng là làm rất là nhiều về dòng xe, và anh cũng đã mở mấy trung tâm lượng chứ không phải là một. Có nghĩa là được va chạm và được làm thực tế. Và cốt lõi chính là gì? Chúng ta phải làm thì mới chúng ta mới biết. Chứ còn nếu chúng ta học và được nghe thì không bao giờ các bạn có thể làm được. Điều hiển nhiên xảy ra không phải là một yếu tố mà rất nhiều yếu tố. Và tiếp theo để cho một sự chuẩn hơn thì tôi chỉ làm một cuối cùng để cho các bạn nhìn thấy, đó là tôi gắn một trả lại cây kim cũ này cho em đó. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy sự việc xảy ra là sao.
và chúng ta sẽ khởi động lại nổ máy tiếp theo. Thì tôi cũng xin giới thiệu là đầu năm 2021 thì trung tâm chúng tôi đã có một lớp đào tạo về hệ thống phun xăng điện tử FE Sài Gòn, và chúng tôi sẽ có một lớp đầu năm mới. Thứ nhất là để tạo điều kiện cho tất cả các anh em thợ trong đầu năm chưa có cái công việc nhiều, để chúng ta có được 10 ngày để được đào tạo một cách chín chắn nhất. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào kết nối với dòng xe, vì chúng tôi cũng để nguyên xi nhá anh em, lưu ý không đụng gì đến. Lúc đó thay kim rồi thì chúng tôi sẽ làm y chang vậy luôn, để cho anh em nhìn rõ hơn về các bản chất linh kiện, cấu kiện khi được giao tiếp với trung tâm điều khiển nó ECM và đưa ra cơ cấu chấp hành. Vì bản thân tôi là chia sẻ với các bạn bằng những xe bệnh nhá, tôi không chia sẻ với các bạn bằng xe gì, xe ở trung tâm, những cái xe mà mình tự tạo ra thì bất kể ai cũng có thể làm được nhá, vì cái đó là mình tự tạo ra, nó khác hoàn toàn. Còn xe mà hỗ trợ cho anh em đó là theo một phương hướng có thể làm sai kết cấu, làm sai cơ khí, ảnh hưởng từ tất cả linh kiện, cấu kiện bên trên xe, lỏng rác cũng bị đấy. Và bây giờ xuất hiện đó là thời gian TI, thì tôi nói với các anh em cùng chia sẻ với các bạn, đây là một điều thực tế, còn trên sách vở là chỉ trên một nền tảng để chúng ta hiểu thôi, nhưng ở đây nó rất là nhiều cái yếu tố dẫn tới về cơ khí cũng làm ảnh hưởng. Và bây giờ xuất hiện đấy là cảm biến oxy đã ngược về ở 39 mV. Và tiếp theo tôi sẽ làm thêm một cuộc để cho các bạn biết rằng rất là nhiều dòng xe hiện nay có những lúc anh em không có kim phun, không có những cái thiết bị khác, và chúng ta chỉ cần bắt đầu, tôi sẽ thao tác với các bạn, đây là một phụ kiện để hỗ trợ để chúng ta điều chỉnh A trên F tỷ lệ hòa khí, và tôi sẽ để nguyên y chang vậy và kim phun như vậy, và tôi sẽ sử dụng đây là một cái thiết bị rất là quan trọng. Đầu tiên là các bạn hãy tắt máy. Đây là một thiết bị AFO3 tối ưu nhiên liệu, có nghĩa là những cái dòng xe như các bạn, đặc biệt là dòng xe SH chẳng hạn, hiện nay rất là nhiều những anh em bảo kêu đổ cái dữ liệu của dòng xe SH 20 như là SH150 vào những dòng xe 2008 nó không có hiệu quả nha anh em. Nó chỉ nằm ở cái mức độ là 900 mV, nó không được dao động thì chưa phải là chuẩn. Nhưng với mức độ chúng tôi ở đây gắn cho những dòng xe SH thì chúng tôi phải can thiệp bằng gì? Phụ kiện AFO3 mới nhất hiện nay. Thì trên đây chỉ gắn rất là đơn giản, thì trên đó đã có cái giấy hướng dẫn, giấy hướng dẫn rồi. Trên đây là khi các bạn mua một thiết bị AFO3 sẽ có tất cả những cái sơ đồ hướng dẫn cho các bạn, cho các dòng xe như SH, Ly, những dòng xe mà chúng ta cần để kết nối, để chúng ta can thiệp, để chúng ta hiệu chỉnh những tỷ lệ A trên F, thì ở trên đây đã có đầy đủ cho các anh em. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần phải thêm một cái cấu kiện, đó là AFO3. Tiếp theo chúng ta cần có một cái kéo, và thứ ba nữa là chúng ta sẽ có một cái tô vít ba ke để chúng ta hiệu chỉnh. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh gì? Thứ nhất là trên thiết bị này là gắn ở ngoài, gọi là tooling ở ngoài đấy anh em ạ. Tooling ở ngoài có nghĩa chúng ta không can thiệp vào gì ở trên có ECM. Và rất là đơn giản, thì đầu tiên các bạn tắt khóa, rút rắc kim phun. Chúng ta chỉ cần kết nối dính rắc kim phun là xong. Tiếp theo chúng ta ghim vào kim phun. Trên đây còn dư lại hai sợi dây. Với mức độ thì tôi làm rất là nhiều, vì dòng xe mà có những lúc làm cho khách hàng thì tôi không có thời gian để chia sẻ với các bạn được, vì chỉ có những thời gian buổi tối này thôi. Thì có hỗ trợ cho anh em thợ thì tôi lỡ thì tôi cùng với các bạn để thử thôi.
Và thứ ba nữa là tôi sẽ gỡ một con ốc 10 nào ở đây đây, để tôi thử trước cho anh em thấy thôi nhé. Cái dây màu đen thì đã có một cái bát để chúng ta biết là dìm mát. Khi chúng ta muốn để một cái câu kiện để lắp thêm trên thiết bị thì các bạn phải tránh xa cái gì? Mobin, cao áp. Hoặc chúng ta có thể kỹ hơn là chúng ta gắn những cái dây bạc mà chúng ta mua ở ngoài đó để gì? Để nó không làm ảnh hưởng. Thì không khác gì cái điện thoại của các bạn mà để quá gần do với mobin cao áp này sẽ làm tầm ảnh hưởng về hệ thống điều khiển của nó. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ còn một sợi dây màu vàng. Đây là cái dây để nhận được tín hiệu giá trị điện áp của TB. Thì tiếp theo thì trên Dtinoto đã có theo kèm trên một bộ, đó là AFO3, sẽ có những cái kẹp chúng ta không càn không cắt. Và bạn hãy theo tôi rõ trên đây thì trên cái rắc của TB có 3 vấu 3 chân, thì cái dây màu xanh sọc hồng thì là dây mát, dây màu vàng sọc đỏ đấy là nguồn 5V, và dây giữa là dây tín hiệu. Thì các bạn hãy cho kẹp đỏ và tín hiệu, để tôi sẽ cho sát xuống để cho anh em nhìn thấy rõ hơn, để xem cái điều gì xảy ra khi chúng ta can thiệp, đó là AFO3. Các anh em nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ nha, dây tín hiệu giữa đây thì trên đây bên cái kẹp thì anh em đã nhìn thấy rõ này, chúng ta tách ra này. Và các bạn hãy cho vào dây tín hiệu ở giữa, không cắt đụng chạm đến những gì phụ kiện của trên xe của khách hàng. Dây tín hiệu là các bạn không nên có thể là dùng dây kéo cắt nhá. Anh em lưu ý, đã là chúng ta đương làm nghề kỹ thuật về hệ thống điện tử thì chúng ta lưu ý chuyện đó. Thứ hai nữa là khi các bạn đã kẹp được một dây rắc giữa của tín hiệu của TB thì thứ hai nữa là các bạn hãy cho cái dây màu vàng này vào trong cái cạnh đây. Và thứ ba là chúng ta dùng đến cái gì? Cái kìm. Cái kềm để chúng ta kẹp cái bé phe này. Anh em nhìn thấy rõ chưa? Rồi, các bạn chỉ cần kẹp xuống thôi. Như vậy là đã kết cấu ở giữa. Và thứ tư nữa là chúng ta gì, lấy cái kẹp này chúng ta kẹp trở lại để cho nó đẹp và xinh xắn hơn. Đấy là một cái thiết bị, tuy là một thiết bị phụ kiện để hỗ trợ yếu sinh lý đấy, như là anh em nói là sức khỏe kém đấy. Đây thì đây là một bộ phận rất là đặc biệt của Dtinoto. Đây là thiết bị AFO3 hiệu chỉnh tỷ lệ hóa khí, và chỉnh được cái tỷ lệ gì, A trên F đi lên. Thứ tư nữa chúng ta sẽ kết nối vào trên. Không được để gần quá thiết bị, nằm gần cao áp, chúng ta đặt ở đây trên ngoài. Và bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn này, bây giờ tôi phải làm sao, cái dây nó hơi ngắn quá đôi chút. Và bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn để kết nối nha. Bây giờ thôi, từ từ tôi sẽ bật khóa lên này để cho anh em nhìn thấy rõ hơn, và tôi lỗi máy trước. Và tiếp tục khi trong quá trình thì tôi sẽ cùng với các bạn để chỉnh, thì tôi vẫn phải quay cao lên để cho các bạn nhìn thấy sự đặc biệt của thiết bị, đó là AFO3 hiện nay là được hoàn hảo rất là nhiều, và tôi đã dùng rất là nhiều. Tại vì hiện nay, trước kia tôi đã từng chia sẻ với tất cả các anh em từ trên một năm trước, 2 năm về trước, để xử lý một cái dòng xe SH Ý. Tại sao chúng ta lên ga và chúng ta sẽ giảm ga mà và tiếng máy ở bô lổ lụp bụp, nhưng nhiều anh em đã từng sửa chữa giấy rất nhiều nhưng họ không chịu, họ kêu bản chất của dòng xe SH Ý là vậy. Và hôm nay tôi sẽ vào dòng xe này trước đã, vào dòng Future trước nha anh em nhé, lưu ý để cho anh em nhìn thấy rõ hơn xe đương trong tình trạng yếu máy lì xe.
đường bị hụt ga đầu và tôi đã làm một bài. Đây cho anh em lưu ý nha, các bạn có nhìn thấy rõ xe chưa ạ? Bây giờ Việt Nam này, Future 125 FP, thông số hiện hành, vòng tua cốt máy. Đây, tỷ lệ hòa khí rất nhạt nha. Bây giờ vòng tua cốt máy đúng không? Bây giờ tôi tiếp tục thời gian phun khủng khiếp chưa? Và tôi sẽ hiệu chỉnh. Khi chúng ta đường hụt thì các bạn hãy xoay theo kim đồng hồ là chúng ta quay tới nhá. Lưu ý đây này, tôi sẽ chỉnh cho các anh em nhìn thấy rõ hơn, vì cái này nó hơi bị hụt một chút xíu. Chúng ta sẽ chỉnh này, các bạn lưu ý nghe máy nha. Bây giờ tôi sẽ giảm về thì anh em sẽ nghe được tiếng máy rõ hơn này. Nghe chưa? Bây giờ tôi sẽ xoay này, xoay theo kim đồng hồ. Tôi xoay theo kim đồng hồ và chúng ta sẽ kiểm tra trên thiết bị coi sao. À, hiện nay thì thời gian mở ti, đường xuống thấp nhỏ lại, vòng tua cốt máy lên đến 1.300. Rồi chúng ta tiếp tục kiểm tra cảm biến oxy. À đây, đây là cảm biến oxy đường nhảy trong giải, nhưng kết quả cũng chưa đạt. À, cái kết quả chúng ta cần phải kiểm tra nữa, đó là tỷ lệ A trên F mới chính xác được. Vì các bạn thấy không, tôi vẫn để nguyên si, chỉ cần có phụ kiện AFO3. Thì bây giờ chúng ta đã gì, anh em gì, nhưng nhà lưu ý nhá, anh em khi gắn trên tất cả cấu kiện trên thiết bị điện tử thì lưu ý chúng ta cần phải cách xa gì, một pin cao áp, nó làm ảnh hưởng những linh kiện điện tử. Đó là điều quan trọng nhất là các bạn cần phải để ý. Tiếp theo và chúng tôi sẽ kiểm tra. Bản thân tôi là một người thợ giống như các bạn ấy, vì tôi không muốn làm theo cách giấu giếm, theo cách để quay video trước rồi mới đưa đến cho anh em, thì có nghĩa là gì, nó không vào thực tế. Còn ở đây tôi là sẽ làm cùng với các bạn bằng gì, từ đầu tiên xe đường ban bệnh cho đến khi chúng tôi đã là kết thúc, đưa cho các bạn giá trị của một người thợ nó là vậy. Còn nếu mà làm ban thì tôi sẽ làm cho các bạn thì không thiếu gì các loại ban. Và đây tiếp theo thì tôi sẽ vào kiểm tra tỷ lệ AF. Thì ngay trên đây. Rồi, xin cảm ơn anh Trường. Đây là khi anh em nhìn thấy, tôi chẳng thay gì, tôi chỉ can thiệp và trở lại nguyên bản thì tỷ lệ hòa khí về đạt gì, 14.7/1. Bây giờ tôi sẽ làm một việc, đó là tôi kéo ga. Tôi giảm ga về thì nhanh nhạt. Tôi kéo ga có nghĩa chúng tôi có tải. Tôi có tải đấy thì là gì, tỷ lệ hòa khí đậm. Với mức độ như anh em đã thấy, tất cả mọi việc thì ở đây cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta cần phải có thiết bị, chúng ta cần phải có kiến thức. Và thứ ba nữa, chúng ta cần phải có sự pha chạm rất nhiều. Nó sẽ khác biệt hoàn toàn. À vâng anh Biên. Dạ vâng, cái xe này hôm nay nó của một anh em thợ vật quá, thì chỉ có làm về vấn đề bộ hơi, làm cái gen biên đấy, là đường ép biên lại rồi làm bộ hơi. Thì xong quá trình là bây giờ là xe chạy hụt ga, mất chế độ Ganti. Thì hôm nay em sẽ mình sẽ chia sẻ và cùng học hỏi các anh em trên mạng xã hội. Vì cũng nhắn nhủ đến các anh em, mà nhất là những anh em đường có những cái thiết bị mở tua, tu linh rồi mở hết mức độ lên, thì một ngày nào đó các bạn sẽ bị mất tiền rất là nhiều. Nhưng mà các bạn rất là âm thầm, tôi cũng biết điều đó xảy ra. Nhưng không phải vì lý do đó, do chúng ta sử dụng những thiết bị đó không biết để có thể làm gì, các bạn cũng sẽ bị nguy hiểm đến chính bản thân các bạn. Và thôi, bây giờ hôm nay tôi sẽ kết thúc video để cho thấy tất cả anh em thấy một điều. Thì trên xe này tất cả tín hiệu đã được thay đổi, thì chẳng có lý do gì các bạn phải đi mua những linh kiện về các bạn thay thế loại trừ. Ở đây vì sao mà tôi muốn để chia sẻ với các bạn, vì đó là chúng tôi đã có được cái kiến thức, tôi đó có được cái nền tảng và gì, và có những cái thiết bị hỗ trợ thì mới làm được điều như vậy thôi.
còn ở đây tôi không đấy đâu, các anh em mà kêu thay cảm biến oxy tôi vẫn có thể làm hài lòng, nhưng thực chất hôm nay nó cảm biến oxy là nó lạ quá, có nghĩa là tôi không thể nào mà có cái rắc được giống như nó. Thứ hai, tôi cũng không thể nào mở được con ốc này ra. Nhưng mà tôi muốn để gì, chứng minh cho các bạn thấy một điều, tôi chẳng cần tay gì, tôi cũng không cần phải căn gì xúc bắc. Vì sao? Vì chúng ta đã có đạt tất cả yếu tố. Chúng ta nổ máy kéo ga hết vận tốc ở trong gì, trong trên thiết bị là đã gì, vòng tua trên 10.000 à 9.800 thì chúng ta bỏ cả giai đoạn, bỏ qua giai đoạn gì, cái giai đoạn để chúng ta biết là đặt cam, đặt thì gọi là đặt tầm lỗ đấy sai hay không, thì cái đấy là chuyện đấy thì chúng ta bỏ qua. Có nghĩa chúng ta lên ga ngọt như này thì không cần. Và thứ ba, oxy được dao động thì có nghĩa chúng ta đã đạt được mục đích. Ti thì mở cao. Thì trong đây hôm nay thì tôi cũng giới thiệu về vấn đề những thiết bị công nghệ. Ở đây có nghĩa khi công nghệ càng cao, xin chào anh em, công nghệ càng cao thì các bạn mới phát triển. Còn công nghệ mỗi ngày một xe số như các bạn kêu đơn giản đấy thì các bạn vẫn nghèo. Đó là cái điều chính xác đến 100%. Có nghĩa là khách hàng tự mua mua vỏ về này, họ tự động thay thì các bạn cũng chẳng có cơ hội. Nếu mà dễ quá thì người ta sẽ tự sửa chữa thôi, làm gì đến cơ hội đến cho tất cả anh em. Còn với bản thân mình, thiết bị để gì, để giới thiệu với tất cả các anh em. Còn những anh em mà lại đi từ đâu rồi, xin thưa mấy các anh em, khi chúng ta không có kim phun của SH, lấy cái anh đó là để tôi giải thích cho các bạn hiểu rằng, vì chúng ta cần phải gì, ở trong cơ sở của các bạn có một thiết bị gì AFO3. Anh em đừng có nói hay, bây giờ xe SHI vào mà xe hao xăng hoặc thiếu nhiên liệu, các bạn mua cần kim của SH là bao nhiêu tiền? Chỉ như vậy thôi là các bạn đã phải đủ hiểu là gì, chúng ta có thiết bị này để chúng ta vào nhiều mục đích, những công việc để cứu chúng ta. Có anh sẽ ở đây sẽ nói là lại bán về lại giới thiệu đồ đi tìm điều tổ. Còn với tôi thì xe này có nghĩa kim phun tôi đã chuẩn xác rồi, thì tôi sẽ chia sẻ và sẽ phải gắn một cái kim phun đó, kim phun mới cho một cái xe này của khách hàng. Ngày mai em đó chỉ việc gì giao xe và lượng tiền. Còn mọi việc ở đây tôi đã hỗ trợ các anh em. Nên là các bạn lưu ý, đừng có nghĩ là tôi bán cái thiết bị đi tít ô tô mà tôi có thể là để múa may với các bạn. Nên là các bạn nghĩ sai. Có nghĩa là chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải tiếp nhận những cái công nghệ đó để đưa vào cửa hàng của các bạn, để các bạn gì? Phát triển kinh tế. Chứ không phải là vấn đề tôi hỏi một câu ngược lại các bạn. Một kim một cái SH một 1.400.000. Nhưng các bạn có đủ tiền không? Hay là các bạn bó tay bảo thôi anh ơi em nhà em không có, vì các bạn mua về các bạn lời có 100.000 à. Và thông điệp này tôi gửi đến mất tất cả các anh em là gì? Đừng nghĩ là ồ chết rồi ông này giới thiệu thiết bị bằng trên thiết bị. Xin lỗi các bạn, không có thiết bị không thể nào mà các bạn có thể kiểm tra được, kiểm tra được nguyên nhân. Và tiếp theo bây giờ tôi sẽ lại trả lại một cái cây kim để mai đưa cho cái em trai kia biết trước để thay thế. Và bây giờ tôi sẽ trả lại nguyên vẹn của thiết bị FO3. Rồi thì tôi sẽ trả lại cái kim này cho vào xe này thay, để cho anh em kia ngày mai có thể thay thế trở lại. Rồi thì tại vì sao? Vì bản thân mình cũng có rất là nhiều anh em hiện nay cũng rất là khó khăn trong việc sửa chữa, chuẩn đoán những thiết bị. Vì sao? Vì hiện nay công nghệ nó quá nhiều, mà các bạn không có thay đổi thì những cái đối thủ của các bạn đã làm khác các bạn rồi. Tại sao cái đối thủ của các bạn phát triển? Rồi, ok em. Rồi, các bạn đã thấy rồi. Nếu công nghệ càng cao thì các bạn cần phải có thiết bị để hỗ trợ cho các bạn, để trong quá trình chúng ta sửa chữa sẽ đơn giản hơn. Còn bây giờ chúng ta
sẽ khác biệt giống như những bài viết tôi chưa có nên nói lên bài viết tiếp theo. Về sau này các bạn sử dụng một cái thiết bị nhìn sẽ là một người thợ sẽ đưa lên một sự đẳng cấp cao hơn. Về sau này trên thiết bị Digitoto sẽ có những motogun tab và những cái laptop ở trên phần đó, thì các bạn sẽ chuyên nghiệp đi khác rất là nhiều. Nên với mình ở đây, các anh em cần có mua thiết bị của mình, ủng hộ mình cũng được, còn không mua ủng hộ mình cũng chẳng có sao. Vì tôi đây chỉ giới thiệu với các bạn là gì, những cái thiết bị nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để giảm bớt được những gì, những buồn phiền lo âu, những cái việc nó không đáng có mà các bạn có thể làm bị lâu lắc như vậy và mất đi thời gian quá nhiều về cái công việc mà đáng nhẽ ra rất là nhanh chóng khi có những cái thiết bị. Chứ các bạn thấy tôi lệnh các anh em tôi cũng có được cái gì đâu, mà thực chất nó là vậy, tôi chả được cái gì. Còn các bạn yêu mến thì các bạn mua của tôi những thiết bị hoặc những cái dụng cụ hoặc phụ tùng tôi cũng chẳng cần. Vì sao? Vì tôi cũng nói rõ với các anh em một điều, khi tôi bán phụ tùng như là bên trang Facebook của Tuấn Tiền, bán phụ tùng cho các anh em một kim phun đấy, từ để tôi nói cái bồn, rồi tôi bán, tôi test một cái kim phun trên dòng xe Lead, trong dòng xe Applet. Khi các bạn mua về, các bạn có phải đạt được 100% các bạn thay thế là các bạn an tâm không? Còn bây giờ các bạn mua ở thị trường, người ta không test qua xe, xin lỗi các anh em, các bạn đừng nói hay. Tất nhiên sẽ có anh em nói một điều, cứ zin chơi, đúng, ok. Thì các bạn ở đây tôi cũng thay một cây kim zin, nhưng tôi đã được qua test qua thiết bị, test qua gì trên xe và trên gì, trên thiết bị xác định mã lỗi motor kèn mới đưa đến ra đến thị trường cho các anh em. Như vậy là các bạn phải gì? Các bạn cần mua những phụ tùng nơi nào mà người ta đương làm thợ, người ta có những thiết bị để người ta gì kiểm tra trước khi đưa đến các bạn thì các bạn mới an tâm được. Chứ còn bây giờ các bạn mua trôi nổi trên thị trường, tôi thấy hoài mấy anh em mới bảo mua về, trời anh ơi không được, cuối cùng mang ra đến 5 cây kim cũng chẳng được cây nào. Vì người ta nói là zin đấy, chỗ em bán cho cả vài nghìn cây chẳng bao giờ anh thợ nào kêu cả. Đấy là cái sự khác nhau. Lên nữa các bạn liên mua ở chỗ điểm nào, tôi không cần thiết là các bạn phải mua tôi. Nếu mà các bạn bảo tôi nói mà kêu mua tôi đi, mua ở cái phụ tùng tôi đi, thì các bạn nói kêu tôi lạm dụng. Tôi chia sẻ cho các bạn được một chút xíu, tôi lại lạm dụng để bán đồ. Và xin thưa lúc đấy tôi cũng đương suy nghĩ đó, nên là trước kia tôi không dám buôn bán ở trên đấy, có những thành phần nó xấu nó sẽ suy nghĩ vậy, nên là tôi tránh trường hợp. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới nhìn thấy, nhận ra rằng bây giờ tôi chỉ có dạy đào tạo mà tôi bán chỉ có thiết bị, mà tôi không có bán những cái linh kiện như là kim phun hoặc linh kiện cảm biến, thì cái thiệt hại của các bạn là cực kỳ lớn hơn. Có nghĩa là khi tôi bán cho các bạn một cái kim phun hoặc một cái cảm biến TB, một bộ ba cảm biến, một cái cảm biến oxy ECT, thì toàn bộ những thiết bị đấy tôi đã được kiểm tra qua trên thiết bị và trên xe, thì tôi mới thấy cái điều đáng lẽ là tôi phải chia sẻ với anh em, kể cả như những gì CKB cũng vậy, phân biệt zin ra sao, hàng mà nó thay thế dây ra sao, và cách để chúng ta có thể chuyển đổi từ 3 vấu đến 4 vấu làm như nào. Đấy thì tôi thấy bây giờ tôi mới nhận ra, vì khá nhiều anh em hiện nay đường bị vậy. Nên là bây giờ sắp tới tôi sẽ mở ra một cái hội riêng, có nghĩa là tôi chỉ cho những anh em nào cần học hỏi, và tôi bán những cái linh kiện gì đó nó tốt nhất đến cho các bạn, và tôi sẽ đưa cho các bạn vào trong cái hội nhóm. Tôi nói thật với các bạn, bữa rồi tôi không test một cây kim thì giống như hôm nay các bạn mua một cây kim trôi nổi bên trên thị trường, người ta nói là zin đấy, zin các bạn có nhìn được zin không? Tôi đây tôi còn chả biết đó là cây zin nữa. Còn đừng có nói anh em bảo gì đồ zin chưa chắc cũng phải lỗi chứ, làm sao mà hoàn thiện được? Tại sao những cái dòng xe kim phun như là Future, tại sao, hoặc là Wader FX, tại sao không đủ nhiên liệu mà chúng ta thay cái kim mới vào lại là gì ngon? Có nghĩa là khi sản xuất ra cũng đương bị lỗi chứ không phải là không. Chỉ có những trường hợp những người ta không thể nào làm được việc như bản thân mình thì họ mới phải bán những cái kim phun đấy cho các anh em là đúng, chính xác. Họ rất sợ kim, về những bán những cái kim phun, vì đâu phải bán cho các anh một cái kim phun này mà sung sướng đâu. Bán cho các anh lỡ mà về các anh không sử dụng được thì tiền phí gì? Tiền phí gửi đi và gửi về, mất thay đổi phí thì cần khổ nữa.
Thôi xin chào tất cả anh em, để nói ra một cái câu chuyện để cho các bạn hiểu một điều. Khi các bạn mua phụ tùng tất cả nơi đâu, các bạn cần mua những điểm gì? Họ đương làm nghề, họ đương làm thợ, họ đương làm những có thiết bị thì họ mới chính xác được tất cả những cái cảm biến linh kiện của tất cả các anh em được. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn cứ thích mua ở kia cho nó rẻ, thấy nó báo zin cái, mua em một cây hai cây, xong bắt đầu mấy ngày nữa bắt đầu các bạn chửi lên trên mạng khủng khiếp luôn. Vì các bạn, chính các bạn đương bị gì? Đương bị họ nói thôi, còn các bạn là mua chứ đâu phải là họ ép anh em đâu. Nên là các bạn hãy phải lưu ý, chúng ta mua là chúng ta tự chịu, đó là chúng ta chỉ nhìn thấy giá rẻ là chúng ta mua thôi, chứ đâu phải là chúng ta. Rồi, tôi xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình cũng chỉ nói về chia sẻ với các bạn, nhưng mà hôm nay là tôi muốn để hỗ trợ cho một anh em bạn. Và một cái gì thứ hai nữa là xe, bây giờ tôi đã xe đó tôi đã thay gì, ti kim phun. Và sau đây là tiếp theo nữa là tôi sẽ sử dụng đó là thiết bị AFO2, đã hoàn thiện mọi cái. Thôi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối luôn luôn vui vẻ, vui vẻ và đến hạnh phúc bên gia đình. Và số điện thoại của tôi là 0931330205. Còn bên Facebook mà các anh em mua hàng bên Tuấn Tiên thì cũng là của tôi, nên là tất cả trên cái Facebook buôn bán phụ tùng, những cái món phụ tùng khác thì bên các bạn liên hệ với Tuấn Tiên. Còn tất cả những linh kiện cảm biến, cái gì liên quan đến gì thiết bị điện tử, những cái sửa chữa, những cái linh kiện cảm biến về hệ thống phụ xăng điện tử thì các bạn cứ gọi cho tôi, và tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn kể cả cách sửa chữa, chứ không phải là vấn đề là chỉ có nói suông. Có nghĩa là nói suông có nghĩa là gì? Điện tử thì nguyên tắc nó đi từ A đến B, từ điểm này đến kia, nhưng ở trong đấy đâu phải có một điều như vậy đâu, nó rất là nhiều điều xảy ra chứ không phải là một. Đấy, nên tôi đã test cái kim phun. Tại sao mà tôi phải nói với các bạn, vừa rồi tôi đã test và tôi đã quay lên YouTube chia sẻ đến anh em. Khi cái kim của tôi gửi đến cho anh em, nó cần phải có giấy cái màu xanh này, là cái kim này tôi đã test qua nhá anh em lưu ý, sơn màu xanh này thì mới cây kim mới chuẩn được. Còn nếu mà chưa sơn thì có nghĩa là cái kim đấy tôi chưa test qua được. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Lên đấy các bạn thấy cơ, khi các bạn mua một ở tiệm sửa chữa xe máy mà họ biết tay nghề thì các bạn an tâm chưa? Ngay như tôi đã cảm thấy an tâm rồi, chứ đừng nói là các anh em. Vì họ hiểu được điều đó và họ đã từng test qua nữa, thì các bạn cần tốt gấp bao nhiêu lần. Rồi, xin cảm ơn, xin chào tất cả anh em nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em.